Xin chào quý vị, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một model bếp từ của Loka. Vâng, một dòng sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Đức với mã hiệu LCI809D. Đây, sản phẩm đang được bày trước mặt tôi đây. Ở phần chiếc bếp này, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu các bạn về phần bao bì. Không thể thiếu được, đó là một chiếc tem đến từ thị trường Đức với các thông số kỹ thuật, những thông tin và có cả một khu vực để quét QR code, các bạn có thể check được xuất xứ cũng như là các thông tin của chiếc bếp này. Và ở đây một chiếc tem nữa, đây các bạn có thể nhìn thấy, đó là do công ty Loka được đơn vị chịu trách nhiệm phân phối chiếc bếp này tại Việt Nam. Ở trên chiếc tem này nó sẽ thể hiện được tên hàng hóa, kiểu loại, kích thước, rồi là khối lượng, nói chung là những thông số liên quan đến chiếc bếp này. Cũng có một khu vực để quét QR code. Đây tôi có nhìn thấy một biểu tượng khá lớn đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, đó là một chiếc súng silicone và dấu X. Có nghĩa là gì? Ở trước những dòng bếp từ của chúng ta thì chúng ta không nên dùng silicone để bán xung quanh, tại vì silicone nó sẽ không thoát nhiệt cũng như là tản nhiệt tốt, vì vậy mà nó có thể gây ra tình trạng lứt hoặc vỡ mặt kính. Những trường hợp đó thì sẽ được không được nhà sản xuất họ bảo hành. Ở Loka họ có trang bị thêm luôn cho chúng ta, đó là những vòng xốp này để đệm ở dưới mặt kính của chúng ta. Nó có tác dụng gì? Có tác dụng ngăn nước cũng như là tránh tình trạng nước nó sẽ chảy từ trên bề mặt đá của chúng ta xuống. Vì vậy mà nó, thứ nhất là ngăn nước rất là tốt, và thứ hai là vấn đề tản nhiệt. Tản nhiệt nó sẽ dễ dàng hơn, nó không gây ra tình trạng lứt cũng như là vỡ mặt kính. Và không để mất nhiều thời gian các bạn nữa, bây giờ tôi sẽ tiến hành mở hộp chiếc bếp này. Đây là, ở chiếc bếp này nó tích hợp rất là nhiều công nghệ mới cũng như về kiểu dáng thiết kế rất là hiện đại. Họ được ở Loka họ trang bị luôn 4 viền nhôm xung quanh chiếc bếp của chúng ta. Vì vậy mà nó tăng tính an toàn cũng như là thẩm mỹ cho chiếc bếp nên rất là cao. Các bạn có thể nhìn thấy viền nhôm này ạ. Đó, thì ở chiếc viền nhôm này nó sẽ có tác dụng là gì? Khi mà chúng ta dùng những chiếc nồi xê dịch sang hoặc là lên xuống như thế này, nó sẽ không bị sứt mặt kính, nó giảm thiểu rất nhiều cho chúng ta trong việc bị sứt sát mặt kính, gây mất thẩm mỹ cũng như là không sử dụng được bếp nữa khi mà bị vỡ. Ở trên mặt chiếc bếp chúng ta, khi chúng ta quan sát, vâng, với hai vùng dấu cộng được thiết kế nó khá là mới, một kiểu dáng với phong cách, tôi nhìn nó có vẻ chiếc bếp này nó rất là công nghệ đấy ạ. Với kiểu dáng thiết kế dấu cộng này, những led bo vuông đó. Với bảng điều khiển, đầu tiên về bảng điều khiển nhé, đó là dòng điều khiển slide trượt. Đây tôi sẽ mở luôn chiếc bếp này. Slide trượt, một dòng xu thế hiện đại và một xu thế thiết kế mới trong dòng bếp của chúng ta. Nó có đầy đủ 9 tốc độ, thêm một tính năng poster phía bên này có chữ P đó. Thì chiếc bếp chúng ta sẽ hiện lên chữ P này. Đây bên này nó cũng tương tự như vậy, cũng với 9 tốc độ và thêm tính năng poster. Ở model bếp LCI809D này thì họ tích hợp thêm cả tính năng đó là ủ ấm đáy nồi. Có nghĩa là chiếc son của chúng ta khi chúng ta sử dụng, công nghệ này thì nó luôn giữ một mức nhiệt cố định, một mức nhiệt vừa phải, nó không quá nóng, dùng để hầm hoặc là giữ nóng thức ăn. Đây ở phía bên trái nữa, nó có một cái biểu tượng tạm dừng. Có nghĩa là khi chúng ta đang trong quá trình đun mà chúng ta có một công việc gì đó phải xử lý gấp hoặc xử lý ngay thì chúng ta sẽ ấn vào nút tạm dừng này. Trên biểu tượng mặt kính chúng ta sẽ xuất hiện hai dấu gạch này, có nghĩa là chiếc bếp chúng ta đang tạm dừng ạ. Khi chúng ta muốn tiếp tục nó quay trở lại với chế độ đun như lúc nãy, chúng ta ấn lại lúc này, nó sẽ lại hoạt động bình thường. Và một phím điều khiển thời gian phía trên chiếc bếp chúng ta. Đây, đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đó. Tối đa là 99 phút và tối thiểu nó sẽ là 1 phút. Với phím âm khi chúng ta chạm sẽ có âm thanh, nó rất là trực quan. Đặc biệt ở chiếc bếp LCI809D này nó có tích hợp thêm cả công nghệ inverter. Nó giúp cho chiếc bếp chúng ta hoạt động với một mức tiêu thụ năng lượng nó tiết kiệm hơn rất là nhiều so với những dòng thông thường. Xin mời máy quay có thể lại gần để xem thêm một chút về kiểu dáng thiết kế mặt kính cũng như là
những công nghệ áp dụng trên chiếc bếp này. Quay lên này, này. Thì ở chiếc bếp LC LC809D này thì không những họ bo viền nhôm mà thậm chí bốn cạnh còn được vát, thiết kế vát đó, nó giảm thiểu rất nhiều cho việc chảy xước cũng như là sứt mặt kính. Đấy, với dòng chữ Made in Germany được in dập nổi trên mặt kính với chiếc tem đến từ thị trường Đức. Các bạn có thể nhìn luôn thấy đây là biểu tượng của nhãn dán năng lượng. Còn phía bên trên, góc trên phía trái này, đó là biểu tượng của mặt kính Scott Sedan. Vâng, một dòng mặt kính cao cấp nhất thị trường hiện tại được Loka ứng dụng trên chiếc bếp này. Thậm chí là ở mặt kính của chiếc bếp này họ cũng thiết kế đó là những đường vân nó không trơn như những dòng mặt kính thông thường mà nó sẽ sần lên một chút. Vì vậy các bạn sẽ tạo một cái cảm giác nó cực kỳ mới và thú vị. Đặc biệt là khi chiếc nồi của chúng ta mà sử dụng trên chiếc bếp này có nước phía dưới nó sẽ không bị trơn trượt. Vâng, các bạn sẽ quan sát thấy ở phía bề mặt của chiếc bếp LC809D này, họ sẽ thiết kế đó một cái vân nó sần lên một chút. Vì vậy nó sẽ giảm thiểu được cái vấn đề là son của các bạn khi mà dính nước nó sẽ không bị trơn trượt trên mặt kính. Nhìn nó khá là sang trọng. Đấy, các bạn có thể nhìn ngay một chiếc bếp bên cạnh đó với mặt kính nó trơn như thế này. Thì khi chúng ta để chiếc son mà nó có dính nước thì nó sẽ bị trơn trên mặt kính. Còn đối với chiếc LCI809 này nó sẽ không xảy ra vấn đề đó. Đây, inverter, induction, poster được thể hiện bốn. Tôi đã vừa giới thiệu xong chiếc bếp LC809D, một dòng sản phẩm cao cấp của Loka đến từ thị trường Đức. Các bạn có thể ghé qua 107 Trần Duy Hưng để trải nghiệm trực tiếp. Chúng tôi có đấu điện, thậm chí là có song, có chảo để các bạn thử trực tiếp luôn trên chiếc bếp này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn nút đăng ký phía dưới để nhận thêm những thông báo mới nhất từ kênh video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.